Chào mừng các bạn đến với công nghệ nhật.com. Mình là Hiếu và video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và sử dụng quạt điện Hitachi HEF-AL300 và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về nó nhé. Đầu tiên các bạn hãy lấy phần thân máy và phần chân đế gắn vào nhau sao cho hai vị trí này khớp nhau. Sau đó các bạn giữ chặt và lấy phần chốt khóa của chân đế siết chặt. Và gạt lẫy hai bên lẫy này lên. Sau đó các bạn lắp lồng bảo vệ phía sau của quạt và trước sao cho khớp với ba vị trí này và vặn khóa lồng lại. Tiếp theo bạn lắp cánh quạt sao cho phần hốc của cánh quạt này khớp với trục động cơ. Và mặn khóa cánh quạt theo ngược chiều kim đồng hồ. Tiếp theo là lắp lồng bảo vệ phía ngoài lại. Và gắn chốt lại. Quay sang. Đầu tiên để bật máy, các bạn hãy bấm vào nút to ở giữa. Khi đó màn hình hiển thị sẽ sáng và quạt sẽ chạy. Để chọn lưu lượng gió, các bạn hãy bấm vào nút bên này. Trước tiên sẽ là gió thoảng, yếu, trung bình và mạnh. Sau nút bên này sẽ là chọn tung năng quay ngang. Lên các nút bên trên, đầu tiên sẽ là nút hẹn giờ bật. Hẹn giờ bật bạn có thể chọn 1, 2, 4 hoặc 6 giờ. Khi đèn đang lắp nháy là bạn đang lựa chọn. Để xác nhận lựa chọn của mình, bạn hãy nhấn vào nút OK ở đây. Và quạt sẽ tắt và 6 giờ sau quạt sẽ tự động bật. Thêm một chức năng nữa ở nút hẹn giờ bật, đó là nhấn vào nút 3 giây sẽ là khóa trẻ em. Khi đó màn hình khóa ở đây sẽ hiện và bạn sẽ không thể thao tác bất kỳ một nút nào trên bảng điều khiển. Để mở lại khóa, các bạn hãy nhấn và giữ lại 3 giây. Sang nút bên cạnh sẽ là hẹn giờ tắt. Hẹn giờ tắt bạn có thể chọn 1, 2, 4 hoặc 6 giờ và nhấn OK để xác nhận. Và quạt hoạt động sau 6 giờ sẽ tắt. Nút tiếp theo sẽ là gió tự nhiên. Sang nút bên cạnh sẽ là chế độ ban đêm. Bạn có thể chọn 2 hoặc 10 giờ. Và khi quạt hoạt động sau 10 giờ, chế độ ban đêm sẽ tắt. Nút cuối cùng đó chính là điều chỉnh âm thanh và độ sáng của màn hình. Và khi bạn thao tác sẽ không phát ra tiếng. Như vậy, vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và sử dụng quạt điện Hitachi HEF-AL300. Và nếu còn thắc mắc và cần giải đáp, các bạn có thể liên hệ tới số hotline miền Bắc 0886767888 hoặc hotline miền Nam 0869395888 để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.